Chuyện tình bạn lấp lánh, nhà xuất bản Mỹ Thuật. Đừng sợ, chúng tớ luôn bên cậu. Những ngày mùa hè ở vùng đất dâu tây mới đẹp làm sao. Ánh nắng rực rỡ, bầu trời trong xanh, những cánh bướm múa lượn dập dờn trong gió. Bánh dâu và bánh mận đang xếp đồ đi biển lên xe máy. Bánh dâu vui vẻ nói: "Hôm nay trời đẹp nhỉ, đi chơi biển thật là tuyệt vời." Chẳng mấy chốc, các cô bé quả mọng đã có mặt đầy đủ để cùng đi tắm biển. Bánh anh đào hỏi các bạn: "Các cậu đã chuẩn bị xong chưa? Chúng mình phải vui chơi thật thỏa thích đấy." Bánh mâm xôi dõng dạc: "Đã chuẩn bị xong." Bánh càm háo hức: "Tớ mang theo cả xô và xẻng để xây lâu đài cát này." Bánh Việt Quất nói: "Còn tớ chuẩn bị cả mấy cuốn sách nữa." Bánh mận hỏi các bạn: "Các cậu thích làm gì ở ngoài biển nhất?" Bánh anh đào reo lớn: "Tớ thích lướt sóng." Còn bánh mâm xôi trả lời: "Tớ thích lặn." Bánh mận quay sang hỏi: "Còn cậu thích làm gì nhất ngoài biển hả bánh chanh?" Bánh chanh ngập ngừng trả lời: "Tớ cũng không rõ nữa." Chợt bánh dâu cắt ngang: "Lên đường thôi." Thế là các cô bé lên xe máy rồi đi ra biển. Chẳng mấy chốc, tất cả đã được ngụp lặn trong làn nước biển. Bánh cam và bánh anh đào đang đi lặn, mong tìm được một ít vỏ ốc. Bánh dâu và bánh mận đang lướt sóng. Còn bánh mâm xôi và bánh Việt Quất đang bơi. Bạn nào cũng nô đùa thỏa thích trong làn nước biển. Duy chỉ có bánh cam gọi từ xa: "Bánh chanh ơi, cậu không muốn xuống nước à?" Đúng lúc đó, một đợt sóng biển trắng xóa ùa vào bờ. Bánh chanh lắc đầu: "Tớ không thích." Rồi cô bé lại cúi xuống đọc sách tiếp. Bánh mận thắc mắc: "Sao bánh chanh không thích bơi nhỉ?" Bánh Việt Quất nhanh nhẩu trả lời: "Chắc là lát nữa cậu ấy sẽ tham gia với chúng mình thôi." Một lúc sau, tất cả đều lên bờ. Bánh cam vừa bày bánh mì kẹp và đồ uống vừa nói: "Bơi lội xong, bụng tớ đói meo rồi." Bánh anh đào thích thú reo lên: "Ôi ngon quá, sinh tố hoa quả thật đã khát." Ăn uống xong, các cô bé ngồi thư giãn rồi cùng nhau trò chuyện. Bánh anh đào bật máy nghe nhạc lên và tất cả cùng nhảy múa. Bánh mận hào hứng nói: "Tớ thích bài hát này lắm." Bánh chanh và bánh mâm xôi đắp cát lên người bánh dâu. Cô bé cảm ơn hai bạn và mỉm cười thích thú. Bánh Việt Quất chợt nảy ra ý tưởng: "Bọn mình thi xem ai chạy xuống biển nhanh nhất nhé." Thế là bánh dâu, bánh mận, bánh cam và bánh anh đào chạy thật nhanh ra biển. Chỉ còn một mình bánh chanh vẫn ở trên bờ. Bánh mâm xôi ngạc nhiên hỏi: "Bánh chanh ơi, cậu không xuống nước với bọn tớ à?" Bánh chanh lúng túng trả lời: Tớ không xuống đâu. Chắc là tớ ăn no quá nên bị tức bụng." Bánh chanh buồn bã ngồi trên bãi cát và nhìn các bạn đang nô đùa, cười nói vui vẻ dưới làn nước biển trong xanh. Bánh cam gọi: "Bánh chanh ơi, xuống chơi với bọn tớ đi, dưới này vui lắm." Bánh dâu nhìn thấy bạn lủi thủi một mình như vậy, liền nói: "Để tớ lên xem cậu ấy thế nào." Bánh dâu ân cần hỏi: "Bánh chanh ơi, sao cậu ngồi trên bờ cả ngày thế?" Bánh chanh thổ lộ: Tớ không biết bơi, tớ rất sợ xuống biển."
Bánh dầu liền an ủi bạn. Sợ hãi là bình thường mà, biển mênh mông thế kia, còn chúng mình thì nhỏ bé, nên mới cần bơi cùng nhau để có thể chăm sóc nhau. Các cô bé đều đã quay lại bờ. Bánh dâu ôm lấy bánh chanh để động viên bạn. Bánh cam nói: cậu không muốn xuống nước thì không cần cố đâu. Bánh mâm xôi tiếp lời: còn nếu cậu muốn thì chúng tớ sẽ ủng hộ cậu. Bánh dâu không xuống nước nữa, mà cùng bánh chanh xây một lâu đài cát thật là to ở trên bờ. Khi mọi người đã dọn đồ xong xuôi, chuẩn bị về nhà, bánh chanh nhìn ra biển lần cuối, rồi nói: được rồi, mình sẽ thử một lần xem sao. Bánh Việt quất hỏi: cậu muốn thật chứ? Bánh chanh quyết tâm: ừ. Các cô bé cùng xuống biển để động viên bánh chanh. Bánh dâu quan tâm hỏi: cậu có sợ không, bánh chanh? Bánh chanh vòng tay ôm các bạn thật chặt. Cô bé vui mừng nói: tớ hết sợ rồi, biển không quá đáng sợ như tớ nghĩ, nhất là khi có những người bạn tốt như các cậu ở bên. Các bạn ơi, vậy là chúng mình đã cùng nhau nghe câu chuyện về bánh chanh và các bạn rồi đấy. Các bạn đã ra biển chơi thật là vui, nhưng bánh chanh nhút nhát quá phải không nào? Và bây giờ chúng mình hãy cùng nhau đến với bí mật của bánh chanh nhé. Các bạn quả mọng đều đang nô đùa thỏa thích cùng biển cả, chỉ có mỗi mình bánh chanh là ngồi đọc sách trên bãi cát. Vì bánh chanh trắng biết bơi, lại còn sợ nước nữa. Biết được điều đó, các bạn đã an ủi và cổ vũ cho bánh chanh. Cuối cùng, bánh chanh cũng đã dũng cảm xuống biển. Các bạn nhỏ biết không, mỗi người chúng ta đều sợ hãi hoặc không biết làm một việc gì đó, nhưng chúng ta đều có thể nhờ bạn bè giúp đỡ mà. Có bạn bè ở bên rồi, hãy dũng cảm lên, thách thức bản thân và vượt qua chính mình nhé.